Xin chào cả nhà đã trở lại chương trình nhân cách nha cả nhà. Hôm nay chương trình tiếp tục đi bắt cua nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Mặt trời tiếng mưa cả nhà. Mưa lên đi rồi có vườn mưa cho cả nhà xem nha. Đây chúng ta nhập được cái hang cua đây cả nhà. Cái này hôm qua hồi nào nó mồi nè. Nó lên đây. Nó nhấc lên đây. Chập bắt cho các nhà xem nè. Cứng người nha cả nhà. Thấy gì thì chắc dữ rồi nha. Con lấy. Lắp hết lại nha. Bắt được con trời ống mưa rồi. Cả nhà. Đó, mưa có trời nè. Mưa luôn rồi. Đây đây gặp con cua cả nhà. Đó, nó cả xuống đây dở cái ngách đây nè. Cua lên rồi nha. Chạy gắm. Không đã. Anh ơi. Quá đã. Ok. Đi tiếp nha cả nhà. Đây. Đến đây gặp thằng cua nữa cả nhà. Đây. Cua nè. Vô nó quét vô nè cả nhà. À, có lý nha. Quanh đây. Thằng này hồi đó cũng có bắt hơn lần rồi nha cả nhà. Đây nè. Nè ha. Đã ghê. Đã ghê. Đã. Đã có tật. Chắc ghê. Rồi, có lý.
Ủa, còn có tật rồi, đừng nói người nói sao có tật nè, nó gu lên có cục mà càng ngộ ghê, trong vòng 2 lần rưỡi thôi vô. Mình tiếp tục đi cái cạnh bên đây nè nha các em, đó đi dài dài vậy đó, nước giờ cũng giật được mớ rồi nè, muốn giật nam nha. Cái mùa này là hên, mình kiếm một hai con bự bự như thế nha. Mà đó cua đây cũng bự lắm, mới đổ là cua nhỏ nhỏ nhưng gặp ông cái hên đây nè. Sạch sạch đây. Đi. Ủa bự nha. Đi. Rồi. Rồi chạy lên kia. Chạy cái hàng cái nữa nha. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Ra nước cái chết luôn, nước xác ra đây nè cả nhà. Leo đây luôn. Lên được. Xuống. Khôn cơ. Rồi chạy vô nữa. Khôn cơ, chạy vô hang nó không à. Rồi. Xíu nó ra nước rồi cả nhà. Tay cầm máy cầm bắt nó chua ha. Đây. Đang rửa thôi. Chắc sợ. Vậy à, có vậy vậy cũng có tiền nha cả nhà. Nhỏ quá gì mình thả ao nha. Đây nè cả nhà. Gặp được con cua rồi cả nhà. Cái cây quay nó gãi rồi cả nhà, không cảm. Quay nó cứ xúc riết. Tối quá. Con cua đây này. Chạy đi kỳ xuống. Cô đã. Đâu thì đông càng thử gỡ cái gấm. Ui gì đông càng đó nha. Đang trơn. Chết người thật chứ. Hết bài luôn. Ôi lúc đó hết biết này mình thật đứt rồi trắng cái gái cả đây các nhà, đến đây mình gặp con cua quá trời to
cua. Mới giác đó mà nè cả nhà. Tạm vật nha cả nhà. Cả nhà hay hàng khủng khiếp rồi. Rùng mới này cho cả nhà xem nè. Nước màng màng này có nè. Đây cả nhà. Rơi được cái hàng. Con cua cả nhà, bự lắm, con này to nha. Hai càng là nửa ký luôn, dư sức luôn. Con giò mà coi. Chắc mà. Chắc lực luôn. Dây có con giò mà. Đọc cái kia. Chắc rồi. Rồi, tự xử luôn. Tôi xử mình luôn. Bắt luôn. Rồi đi tiếp đây nha. Đây mình gặp con cua đây cả nhà. Nó sẽ bá luôn. Nó trở xuống đó đó. Cắm bắt vậy cả nhà. À, ê, con cua. Tôi không có chứ. Lên. Lên không anh đại ca. Đây đem ra rửa cho cả nhà xem nha. Bình đi. Số hưởng cả nhà. Con này mới bắt nè. Nè con này nó nằm đây nè. Nó nằm ngay chỗ đây. Trời ơi. Im cái đèn. Nằm dưới cái miếng hầm nè. Còn chỗ này nữa nè. Con này cũng được thân cái nè. Cái luôn. Cái gắm luôn đó nha. Ngồi kìa. Ui, nằm ngủ mà gặp chiếu không anh. Tành ranh. Nè, con đào nó vui lên nè cả nhà. Cái bò đó đó, ảnh nè. Đây, hai chú rồi cả nhà. Số con cua này sẽ chết nha.
chứ phải chi bắt được nó hay đâu nha. Chớ sức chết nè. Đây cả nhà. Đập được con cua đúng mà nè. Đó, mình chờ ngắt đây nè. Qua đây ngắt nữa nè. Xuống đây ngắt nè. Cua này chắc chắc hai lạng coi nha. Tính không có quay coi nhà xem. Cái gì đang nằm đây ngắt nè. Lên. Tử. Nằm đó đi. Lâm đầu nó. Gấm. Chắc kìa. Còn mấy cái nhà. Tiếp tục đi cả nhà. Đây, hang cua nãy giờ mình chặt. Nước lên tà lè hết rồi cả nhà. Cái mít luôn bắt không được. Nãy giờ mới lên đây. Cờ luôn, bắt cua lên cờ luôn. Nằm đâu phần nào đâu đang phải lùi cái này đang phải lùi thôi luôn quá ta em sợ nước nữa. Đây cuối cùng cũng được nó cả nhà, chắc cái ghê hàng ghê khó bắt quá không. Đi tiếp coi nha. Đây, gặp đây hang cua coi nha. Cua nằm nhau qua đó đó. À, đông mà ở đây nè. Kính mít rồi, không thấy được. Không đào ra biết. Rồi, hầu dao mình xử lý rồi coi nha. Dùng hột nha. Con cua đây nè. Cắm mọi máy xuống bắt. Cua cứng quá. Cứng đẹp. Đã ghê. Cái gắm đây dạng lộm đây cái nhà. Nó đã quá ngon mây chứ. Này là trúng luôn cái gắt. Đây cái nha. Tiếp tục đi nữa. Này, gặp con hang cua nè cái nha. Khủng quá. Nằm lên chặn nước không à.
kính kính vậy mới còn nha. Đúng không? Đây lúc nào bắt nằm đi hay bắt nha, khó bắt quá. Cũng bắt được nó rồi nha. Ngang nó nằm đây nè, được nó nè. Dám không? Đã thật kìa. Đây, mới bắt hàng kia đừng còn cái gấm nữa nha. Này nó bắt đây đó, chỗ con cọng đó, cái gấm ngon ghê. Không giò mà bấm máy không kịp đem ra đây luôn cả nhà, máy nó cứ xây taxi luôn rứt nha. Con cua đây cả nhà, chỗ đây, chỗ ra ngay chỗ này nè, chặn ngách nó không không tới rồi. Ra đây chặn ngách nó này đây, ngách đây. Đây đây, ngồi lên tới đây nè. Đây, thôi nó chắc. Wow, chắc cái ghê quá nè. Ui, gì nó đã nè. Bà lạng phải ra. Đó, đây ngắt. Đây ngắt. Cua nó vừa đây gỉnh rồi cả nha. Anh đang gần đó, là cái hang này nè, cái hang lông mà nè. Đó, bật cái cả nhà xem nha, cua chắc con cua rồi, đây đâu hỏi. Chị ra cả nhà. À, vô nữa, vô thôi mày. Thôi rồi, cái gấm nữa nè cả nhà. Mời vô cả nhà. Quá đã. Rồi cái gấm yếm đen. Quá là luôn. Rồi, sao hồi mình tới cũng xong rồi nha. Rồi cua. Đã chứ cả nhà ơi. Đây, nó đang gặp hang nữa rồi cả nhà. Bữa nay clip này còn dài. Clip này hơi dài nha cả nhà.
Ráng quay luôn cho cả nhà xem nha. Đây là cái hang cua. Nó vô nó bấm 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 bấm. Hang có con cua chắc cả nhà. Bấm. Bật cho cả nhà xem nha. Bán cô bự lắm cả nhà. Trời ơi, sâu rồi đi. Ừ, cua chân chân luôn. Hàng mười. Dài quá mà. Quậy luôn rồi. Dạ thật ơi. Lên lên không hoài gấm nữa chịu chịu cả càng hết rồi nè nha. Cái gấm cái hai que cả nha. Đây cả nha, qua được cái hang nè. Hang đây nè, nó sẽ lên đây đó. Nó màu quá trời mà. Mình đào quá. Quá trời mệt. Ngon ghê. Mất được tiêu không ạ? Con cua đây cả nhà. Đẹp nữa. Wow. Rồi chân ngách sao bởi mẹ con nhỏ rồi bởi thịt miếng rồi đập nha. Chắc hết biết rồi, trắng sao bởi hết miếng rồi. Cua ba lạng bãi luôn, nó bắt cua gì đâu không. Đây nữa cả nhà,
gặp hoàng đây nữa nào. Đây nè, không thấy được nha, đây mấy máy này cho cả nhà xem. Đó, cái hàng như thế. Ừ, cua được rồi nè. Gắm nữa. Con này chật lăn rửa rồi nha, hay lặn. Em rửa cho cả nhà xem nha. Đây. Đã. Cua ngon không cả nhà? Bữa nay vô hội luôn cả nhà. Đi tới đây gặp hàng nữa nè. Chắc luôn cả nhà. Kinh nghiệm của mình là con cua này bự lắm. Mọc đâu rồi, đâu rồi mọc ơi. Cua có cua, mình nghĩ có ha, có. Chạy đâu rồi, thấy ghê, thấy ghê. Càng rất là không càng à. Càng nhu à, nhu quá nha. Nhu, nhu chứ không phải gãi nha. Ừ, kẹp. Nè cả nhà, gặp đơn hàng nữa rồi cả nhà. Đi vô mánh luôn. Hàng chụp bá luôn, không có. Con cua cả nhà, cua bự cả nhà. Cua nhắc lại luôn, con hút được cả nhà. Con cua, wow, hang nhỏ bằng cua. Ôi, con cua bệnh luôn.
Trời ơi. Trời ơi cua. Này chút mánh rồi cả nhà. Hang cũng bự mà cua. Này nó bự hơn cái hang luôn. Đúng hơn cái hang luôn. Cháu về lạng. Quá sức tưởng tượng. Chắc rồi nha. Wow. Cháu ơi cả nhà. Trời ơi cua. Chị cứu nó không ra. Đây. Có hết rồi thì quật. Chắc cây ghê rồi cả nhà. Ừ. Quá đã. Nghe cả nhà. Đây đó trên lòng khe trên đó đó. Tột xuống cua nè. Hay quái 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 quái. Trời. Quái hay bự. Đó lên lòng khe nước chảy ra ra nè cả nhà. Đầu mưa anh chạy xuống à, đang còn lùi à, cái gấm mười này này là một đó luôn đây nè. Trúng trúng mánh. Ủa. Chết cha rồi cả nhà. Cái chìm luôn rồi cả nhà. Thất bại. Rồi. Giờ không biết làm sao về đây nữa. Rồi. 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 Cô luôn rồi cả nhà. Chìm mẹ rồi. Tối rồi chắc về tới phiêu quá cả nhà. Rồi bó tay rồi cả nhà. Máy dục bằng kia. Sàn bước móc ra móc vô mất 2 triệu rồi. Kiếm. Anh quá rồi cả nhà. Quá bao về mệt quá rồi. Ghe chìm. Đây một con đực. Cây gấm ngon rồi coi nha. Này trúng rồi. Gấm không. Thì gắm
đây cả nhà. Nằm chút tí ạ. Mấy con nhỏ nhỏ nó có quay nữa nha. Ôi, bye bye cả nhà nha. Bye bye Lý Trang nha. Cả nhà hãy thương cho like và đăng ký nha cả nhà. Đây, vui lên. Tiếp đôi.